khắc vòng mùa vàng tuần này, mời quý vị khán giả đến với tỉnh Bình Thuận để gặp gỡ người nông dân Trần Đức Tuấn. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận và gia đình có truyền thống gắn bó với nông nghiệp, nên mặc dù đang là giáo viên, nhưng tình yêu với nông nghiệp và mong muốn nâng cao giá trị nông sản của địa phương vẫn luôn được anh Tuấn ấp ủ. Năm 2022, anh Tuấn quyết định thành lập Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Sen Núi với 12 thành viên ban đầu là những nông dân cần cù và nhiệt huyết. Mặc dù mới thành lập, nhưng với khát vọng và mong muốn trở thành đơn vị hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực chế biến nông sản, Hợp tác xã Sen Núi với sự dẫn dắt của anh Tuấn đã không ngừng phát triển. Hiện tại, Hợp tác xã đã ký kết hợp tác với các doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực kinh doanh, chế biến nông sản, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện Đức Linh. Và để tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp của anh Trần Đức Tuấn, mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng được phát sóng vào lúc 19 giờ 15 phút thứ tư ngày 17 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.